Có chuyện gì? Quần đó, cái này là cái gì? Cái dây vệ sinh như có cái gì mà phải hỏi? Quần đó cũng biết, dây vệ sinh của tác gì thế? Nó có tác dụng là chú đít. Thế à? Thế còn gì nữa không? Có tác dụng gì nữa không? Để lau những chỗ là bẩn. Thế á? Ừ. Trời ơi, dây vệ sinh, dây đau nhất nó đau mùi tươi, trời ơi. Bố đang làm gì đấy? Tao đang rửa bát đây, mày không nhìn thấy gì sao mà còn phải hỏi? Ui giời ơi, cái rửa bát là của đàn bà phụ nữ mà. Sao bố rửa? Đây là của đàn bà con gái mà. Thế đây, mày đi vào rửa. Nhưng con là con nít mà. Con còn bé mà con làm gì có biết rửa đâu. Con nít cũng rửa. Rửa đi, tí tao vào tao kiểm tra. Trốn Diêm Vương về nhà ăn cúng 100 ngày của chính mình. Anh yêu, đường về nhà còn xa không? Gần đến rồi em à. Con nó có nhớ mình không nhỉ? Nhớ chứ em, nay chúng thắp hương mời mình về mà. Anh đi chậm thôi, không lại đâm xe nữa đó. Anh đi chậm, sợ bọn đầu trâu mặt ngựa đuổi kịp bắt lại. Nhanh lên, đến giờ các con hóa vàng rồi. Dù bố quay video về đồ ăn, nhưng khi mua đùi gà rồi thì khỏi quay luôn. Tôi quay rồi.